Tết này luộc trứng, kho thịt nhớ cho một lát chanh vào. Tết này, để tránh phải đau lưng, đau vai, tốn thời gian để bóc vỏ trứng, bạn nên áp dụng mẹo này nhé. Thịt kho trứng là món ăn truyền thống không thể thiếu của nhiều gia đình Việt trong những ngày Tết. Đây là món ăn có thể nói là khá đơn giản, dễ thực hiện, không nhiều nguyên liệu thịt, trứng, nước dừa, gia vị mà lại cực kỳ ngon, đậm đà nhiều người ví von rằng Tết mà thiếu đi nồi thịt kho thì chẳng còn vị Tết nữa. Với nhiều người, công đoạn họ không thích nhất khi chuẩn bị món ăn này chính là luộc trứng. Với những nhà ít thành viên thì không nói, nhưng những nhà đông người, một nồi thịt kho có 20 quả trứng là chuyện bình thường. Luộc thì không nói nhưng khâu bóc vỏ trứng khiến chị em ngắn ngẩm hơn cả. Vì thế, Tết này, để tránh phải đau lưng, đau vai tốn thời gian để bóc vỏ trứng, bạn nên áp dụng mẹo này nhé. Khi luộc trứng, bạn cho vào nồi một lát chanh, vỏ trứng sẽ dễ bóc hơn rất nhiều. Nếu nhà lúc đó hết chanh, bạn có thể cho nửa muỗng cà phê baking soda vào cũng mang đến hiệu quả tương tự. Ngoài ra, giấm cũng là trợ thủ đắc lực trong trường hợp nhà bạn không có chanh và baking son ra nhé. Chưa hết. Theo trang bấu lỡ bạn có thể cho dầu ô lưu vào trong nồi nước luộc trứng. Vỏ trứng cũng dễ bóc hơn rất nhiều. Cụ thể hơn, bạn đun sôi nồi nước với một muỗng canh dầu ô lưu hoặc các loại dầu khác. Khi nước sôi, giảm lửa xuống và nhẹ nhàng cho trứng vào. Khoảng 13 phút sau, trứng chín bạn có thể giảm thời gian nếu muốn trứng lòng đào. Trong thời gian chờ trứng chín, chuẩn bị thao nước đá. Khi trứng chín, vớt ra ngâm vào thao khoảng 5 phút. Kế tiếp, đặt quả trứng nằm ngang. Ấn tay lăn trứng cho vỏ nước ra rồi bóc vỏ dưới vòi nước chảy giúp những mảnh vụn vỏ trứng trôi khỏi trứng nhanh hơn. Bạn hãy thử ngay mẹo hay này và hướng dẫn người thân, bạn bè cùng thực hiện nhé.